Hello, welcome back. English A, Mai Lan Hương Exercise. Ok, chúng ta quay lại với bài tập tiếng Anh lớp 8 của tác giả Mai Lan Hương, bài số 11, Du lịch khắp Việt Nam, Traveling Around Việt Nam. Chúng ta làm test 4 unit số 11 nha. Phần 7 La Mã, đây là video cuối cùng của test 4, bài 11. Read the flow in pages, then choose the correct answer. Bài này nói về Nha Trang. When people talk about Nha Trang, the biggest city in Khánh Hòa province, they often think of a tropical paradise. Nha Trang is a famous seaside resort. It sits along coastline with beautiful white sandy beaches. Đoạn này có nghĩa là khi mọi người nói về Nha Trang, thành phố lớn nhất ở Khánh Hòa, ở tỉnh Khánh Hòa, họ thường nghĩ tới thiên đường nhiệt đới. Nha Trang là một khu nghỉ dưỡng bãi biển nổi tiếng. Nó có một cái coastline là cái vành đai biển của em ha, cái đường vòng biển á, đường biển á, với những bãi cát trắng, bãi biển cát trắng. Rồi tiếp theo, in the morning and afternoon, tourists can take part in various fascinating outdoor activities such as mud paddling, swimming, snorkeling or scuba diving. Snorkeling and scuba diving are both interesting sports, as swimmer may swim underwater and admire the leaves at the bottom of the sea. Sorry, không phải the leaves mà là the lights. Ok, cô dịch tới chỗ này là vào buổi sáng và buổi chiều thì khách du lịch có thể tham gia vào nhiều cái hoạt động ngoài trời thú vị như là tắm bùn, bơi, snorkeling và scuba diving đều có nghĩa là lặn, mông lặn các em ha. Snorkeling và scuba diving are both interesting sports, đều là những cái môn thể thao yêu thích. Khi mà những người bơi á, có thể bơi ở dưới mặt nước và thưởng thức ha, thưởng thức cuộc sống, đời sống của những sinh vật ở dưới đáy biển. Ok. Besides, tourists can also take boat trips to the islands. One of the most enjoyable trips is the trip to Muse Island, where Jingying Aquarium was built in 1999. This aquarium is now home to different kinds of colorful fish and even a few sharks. Này, bên cạnh đó thì khách du lịch cũng có thể thuê thuyền để đi ra ngoài đảo. Một trong những cái chuyến hành trình yêu thích đó là thú vị đó là hành trình tới đảo Hòn Miễu, đảo Hòn, cái Hòn Hòn nha các em, từ Mills Island hay là gọi là đảo Miễu ha, nơi mà cái hồ thủy sinh Trí Nguyễn được xây dựng năm 1999. This aquarium, cái hồ thủy sinh này bây giờ là nhà của nhiều loài cá, nhiều màu sắc và thậm chí là một vài cá mập. In addition, tourists can spend an evening visiting a fishing village where they could get a taste of the local seafood. There are crabs, shrimp, lobster, clams, oyster and several other kinds of fish. All are fresh and delicious. Thêm vào đó thì khách du lịch cũng có thể dành thời gian buổi tối để tham quan làng cá, nơi mà họ có thể thưởng thức những cái hải sản của địa phương, có cua này, tôm này, tôm hùm, nghêu, sò và một vài loài cá khác, và tất cả đều rất tươi và ngon. Okay. Họ cho các em từ mới đây ha: tropical paradise, thiên đường nhiệt đới, snorkeling, môn bơi lặn, cống thở, mud paddling, paddling bùn, tắm bùn ha, oyster, con sò. Ok, con sò để có dịch con hầu đúng không? Ok, cô cũng không nhớ rõ ha, chứ còn mấy cái là chính xác rồi đó. Ok, câu số thứ nhất, Nha Trang thì sao đây? Đáp án, có các đáp án là nổi tiếng là hải sản tươi và ngon, hay là thiên đường cho những người bơi lội, hay là nó ở tỉnh Khánh Hòa, hay nó không phải là một khu resort.
Ở trong này câu chính xác nhất đó chính là nó là thuộc tỉnh Khánh Hòa ha. Rồi câu số 2. Tourists can take part in some outdoor activities at khách du lịch có thể tham gia một số hoạt động ngoài trời như là gì đây? À, viếng thăm cái gì đây, viện Pasteur ở Nha Trang hả? Không, ở đây cập đến trong bài nha. Viếng thăm hồ thủy sinh Trí Nguyễn có này. À, nhưng mà không phải hoạt động ngoài trời. Ăn hải sản cũng không phải một hoạt động ngoài trời. Rồi, hoạt động ngoài trời chính là scuba diving. Ok. Câu số 3. À, Trí Nguyễn Aquarium. Visitors can enjoy. Ở hồ thủy sinh Trí Nguyễn thì khách du lịch có thể thưởng thức. Có thể thích cái gì? Thưởng thức cái gì? Xem cá mập. Chị xem cá mập ở này chắc chắn là sai. Thưởng thức cá cũng sai. Ở trong đó không có thưởng thức cá ha. Xem cá mập và nhiều loại cá khác. Ok, chính là câu C. Rồi, vậy câu này bỏ đi. Cái này là cho cá ăn nha các em. Rồi, câu số 4 nè. Ở làng cá thì khách du lịch có thể làm gì đây? Thưởng thức hải sản của địa phương. Đúng. Đúng luôn ha. Đúng. Chính là nó đó. Câu B là bắt cá và nấu chúng. Rồi chọn cua, chọn tôm hay là thích câu cá. Không phải ha. Câu số 5. Which of the following sentences is not mentioned in passage? Câu nào theo sau được câu nào theo sau được không được đề cập trong đoạn văn? Nha Trang là một seaside resort. Nice. Này đúng. Chi Nguyễn Aquarium is on island. Này đúng, là ở trên biểu island ha. Câu, most tourists are interested in snorkeling and scuba diving. Cái này hầu hết khách du lịch thích bơi và lặn. Này cô không chắc. Coi lại bài nào. Một trong những nhầm rồi. À, câu này không được đề cập đến nha. Chị nói là có cái môn này thôi chứ mỗi cái này không được đề cập đến. Sorry các em. Ở trên này chỗ này. Snorkeling and scuba diving are both interesting sports, là hai cái môn thể thao được yêu thích. Khi những người bơi có thể lặn xuống nước và thưởng thức đời sống, tận hưởng xem cái đời sống ở dưới đáy biển ha. Chứ không có đề cập là hầu hết mọi người du lịch đều thích cái môn này, đâu phải ai cũng biết lặn đâu ha. Rồi chúng ta qua phần 8 la mã. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Nghĩa là các em viết lại câu thứ hai sao cho nó cùng nghĩa, tương tự nghĩa với câu thứ nhất. May I turn off the television? Television. Tôi có thể tắt tivi không? Would you mind? Bạn có phiền không? Nếu tôi tắt tivi, đúng không các em? Ở đây là xin phép. Would you mind if I turn off, là tắt. Tuy nhiên là chúng ta chỉ ở quá khứ đơn nha. Turn off the television. Rồi, câu yêu cầu xin phép lịch sự. Câu số 2. Please turn the music down. Vui lòng giảm bằng nhỏ nhạc xuống. Bạn cảm phiền bạn ha, phiền bạn bằng nhỏ nhạc xuống. Do you mind? Phiền bạn. Turn, cái này là lời yêu cầu người khác làm gì một cách lịch sự. Turning the music, các em bỏ play đi nha. Music down. Oh sorry. Rồi. Câu số 3. Is it alright if I use your phone? Ok, chứ nếu tôi sử dụng điện thoại của bạn, bạn có phiền không nếu tôi sử dụng điện thoại của bạn ha? Mình sẽ sử dụng cấu trúc ha? Sẽ sử dụng thành lập lời yêu cầu nhưng mà là xin phép. Do you mind if I, cái này thì do you mind if thì mình dùng hiện tại đơn nên là if I use giữ nguyên your phone. Ok. Would you mind filling in this form? Cảm phiền bạn điền vào cái link này nhé. À, bạn có thể, could you fill? Đây là lời yêu cầu lịch sự. À, thay vì dùng would you mind thì mình sẽ dùng could you infinity ha. Fill in this form.
Rồi. Câu số 5. Do you want to come for dinner tonight? Bạn có muốn đến bữa tối nay không? Would you might like to... Would you like... là lời mời ha. Có muốn không? Would you like to come? Vậy đó. Do you want thì lịch sự hơn. Thật ra mình nói would you like là giống nghĩa luôn á, nhưng mà nó sẽ lịch sự hơn rất là nhiều. Come for dinner. Người nước ngoài thì người ta sẽ dùng would you like ha, để mời, chứ không ai dùng do you want tonight. Ok. Câu số 6. Traveling around Vietnam is very interesting. Việc du lịch vòng quanh Việt Nam thì rất là thú vị. Sẽ sử dụng cấu trúc chủ ngữ giả ít, thật là thú vị. It's interesting. Cái này mình học ở bài bài trước ha. Interesting. Thật là thú vị. To travel. Thật là thú vị để mà travel around Việt Nam. Rồi. Câu số 7. Will you permit me to use your dictionary? Bạn sẽ cho phép tôi sử dụng từ điển của bạn chứ? Cái này là tôi hy vọng bạn không cảm thấy phiền vì tôi sử dụng điện thoại của bạn. Phiền về việc me ha, tại vì me là tân ngữ ha, ở vị trí tân ngữ cho nên là việc tôi sử dụng ha. Cô phải để ở tân ngữ. Me using, việc tức là việc sử dụng từ điển của bạn, your dictionary. Ok. I hope you don't mind. Tôi hy vọng bạn không phiền phiền lòng với tôi rằng là using your dictionary ha. Rồi, tiếp theo. Câu số 8. The girls who are playing chess are Nga and Hoa. Những cô gái, hai cái cô, các cô gái mà đang chơi cờ với Nga, đang chơi cờ đó là Nga và Hoa. The girl, cô gái mà đang chơi cờ, cái này thì các em dùng cái gì? Rút gọn vấn đề quan hệ. The girls này là những cô gái này, vừa là chủ ngữ của việc playing chess và vừa là chủ ngữ của Nga and Hoa. Vậy cô sẽ rút gọn. Who are they? Cô còn playing thôi. Rút gọn dùng thì dùng hiện tại phân từ đó. Playing chess. Đây chính là mệnh đề quan hệ này. Cái câu số 8 này thì chính là mệnh đề quan hệ này. Những cô gái mà, người mà, những người mà who này thay thế cho the girls này ha. Đó, thì chúng ta bỏ who đi, bỏ ai đi. Chỉ còn playing chess. Rồi, viết lại. Nga and Hoa. Ok. Câu số 9. The pendants that were stolen from the museum haven't been found yet. Những bức tranh mà bị đánh cắp khỏi cái bảo tàng vẫn chưa được tìm thấy. Cái này cũng sẽ sử dụng phân từ, nhưng mà sẽ sử dụng quá khứ phân từ tại vì nó ở dạng bị động. Những bức tranh này các em sẽ cũng là rút gọn mệnh đề quan hệ này. Những bức tranh, the paintings, là những bức tranh này. That, chữ that này thay thế cho the paintings ha. Những cái mà were stolen, bị đánh cắp. Bởi vậy cô sẽ bỏ that đi, bỏ to be were đi. Giữ lại stolen, cột thứ ba thôi. Giữ lại hiệp quá khứ phân từ thôi. Bị đánh cắp, rồi viết lại. From the museum, viết lại thôi nha. Viết lại toàn bộ. Haven't found yet. Right. Mình chưa được tìm thấy. Câu cuối cùng. Why don't you go to Bến Thành Market? Tại sao bạn không đi thăm chợ Bến Thành? Thì cái này các em gặp mãi rồi. How about, vậy đi tới chợ Bến Thành thì sao? How about go in to Bến Thành Market. Ok, vậy là xong. Xong rồi. Tạm biệt các em. Bye bye.